Trẻ em thích thú đùa nghịch dưới những vòi phun nước, trong khi các bậc cha mẹ đang vắt óc nghĩ xem có còn cách nào khác để giúp chúng được mát mẻ hơn. Đó là cảnh tượng được thấy ở rất nhiều nơi trong thành phố Washington giữa những ngày hè oi bức. Chúng tôi chủ yếu ngâm mình trong nước. Ở gần nhà tôi có một bể bơi có thể giúp hạ nhiệt. Chúng tôi cũng có một vòi phun nước ở sân sau. Trong khi đó tại New York, hãng vận chuyển Uber đang giúp khách hàng của mình xua tan nóng bức bằng dịch vụ bán kem theo yêu cầu. Dịch vụ này chỉ được tiến hành trong một ngày duy nhất bởi công việc hàng ngày của Uber không phải là chạy xe bán kem. Thường ngày bạn chỉ cần nhấn phím gọi điện thoại sẽ có xe đến đón bạn trong vòng 5 phút hoặc nhanh hơn. Riêng trong ngày hôm nay sẽ có một chiếc xe mang kem đến cho bạn cùng 5 người khác. Một số người dân New York lại bất chấp phải xếp hàng dài dưới ánh nắng mặt trời chói chang để sau đó thưởng cho mình những cơn mưa nhỏ trong phòng mưa của Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan. Với máy dò chuyển động tinh vi, nước sẽ rơi xuống từ trần nhà tại bất cứ nơi nào bạn đến hoặc giang tay, giúp bạn có cảm giác đi dưới một cơn mưa mà không bị ướt. Tại sở thú Brookfield, ngoại ô Chicago, những biện pháp hạ nhiệt cũng đã được thực hiện để giúp động vật trong vườn thú được dễ chịu hơn. Theo Dịch vụ Thời tiết Quốc gia Mỹ, nhiệt độ có thể lên đến 40 độ C trong những ngày cuối tuần, nhưng với các dịch vụ trên, người dân Mỹ vẫn có thể tận hưởng một kỳ nghỉ mát mẻ.